Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, đến nhà vườn của chị Quỳnh Như nha. Sẽ có một số hoa giấy tàn thành phẩm của anh chị em muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình nguồn hoa Tết nha. Rồi em chào chị Như. Dạ em chào anh Thái ạ. Em chào cô chú anh chị đang xem kênh của anh Thái ạ. Em là nhà vườn Quỳnh Như ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ em ở những clip trước ạ. Dạ nay em có một số hoa giấy hoa ghép thành phẩm mà muốn giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. Dạ em lên mã số 1 ạ. Cây ghép nhiều màu anh chị em. Dạ hoành 17 ạ, cao 75 ạ, tán ngang là 50 ạ, em giao lưu là 370k ạ. Cây một rễ ha, cây này gồm có ghép bisa, dưa hấu, tím tiết, alisa đổi màu. Cây 4 màu anh chị em. Dạ, em lên mã số 2 ạ. Mã số 2 là một cây rượu vang. Dạ hoành 13 ạ, cao 62 ạ, tán ngang là 40 ạ, em giao lưu là 220k ạ. Cây một cốt phơm tàn đang phun bông ha. Dạ em bao ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Em lên mã số 3 ạ. Mã số 3 là một cây nhiều màu lửa anh chị em. Dạ hoành 15 ạ, cao 77 ạ, tán ngang là 52 ạ, em giao lưu là 450k ạ. Cây phơm tàn tròn một cốt nha. Đế già quái ha. Cây này gồm có ruby tím lửa, trắng lửa, hồng lửa, đỏ lửa, dưa hấu, cam lửa quý anh chị em. Em lên mã số 4 ạ. Dạ hoành 17 ạ, cao 82 ạ, tán ngang là 65 ạ, em giao lưu là 400k ạ. Cây phơm đang full búp ạ, phơm tròn. Cây này 3 màu. 3 màu. Hồng gân, ruby tím lửa và đỏ lửa nha. Có cành vàng. Lá ngọc cành vàng. 4 màu. Dạ. Mã số 5 ạ. Dạ hoành 21 ạ. Cao 58 mà tán ngang là 45 ạ. Em giao lưu là 350k ạ. Cái này gồm có dưa hấu, rượu vang và tím tuyết quý anh chị em. 3 màu. Em lên tiếp mã số 6 ạ. Dạ hoành 19 ạ, cao 70, tán ngang là 50 ạ, em giao lưu là 360k ạ. Cây một cốt ghép nhiều màu, gồm có red visa, rượu vang, dưa hấu, chiều tím lá vàng, tím tuyết. Em lên mã số 7 ạ. Tiếp tục là cây nhiều màu anh chị em. Dạ hoành 17 ạ, cao 73, tán ngang là 47 ạ, em giao lưu là 400k ạ. Cây này gồm có dưa hấu, rượu vang, red visa, tím tuyết, tím bướm. Em lên mã số 8 ạ. Dạ cũng là một cây nhiều màu ạ. Dạ hoành 21 ạ, cao 79 ạ, tán ngang là 52 ạ, em giao lưu là 400k ạ. Cây này chia làm 3 mâm quý anh chị. Mâm dưới gồm có rượu vang nè, chiều tím lá vàng. Mâm trên là tím bướm. Red pizza cho anh đỉnh ha. Dạ em lên tiếp mã số 9 ạ. Tiếp tục là cây nhiều màu. Dạ hoành 19 ạ, cao 66 mà tán ngang là 40 ạ, em giao lưu là 370k ạ. Red pizza, tím bướm và tím tuyết với anh chị em. Cây đóng nụ đặt cây. Phôi già. Toàn bộ là phôi giấy Mỹ nha quý anh chị em. Em lên mã số 10 ạ. Dạ hoành 23, cao 70, tán ngang là 45 ạ. Em giao lưu là 400k ạ. Cây này thì gồm có red pizza, dưa hấu và tím tuyết quý anh chị em. Em lên mã số 11 ạ. Tiếp tục là cây nhiều màu. Dạ hoành 14 ạ, cao 73 ạ, tán ngang là 48 ạ, em giao lưu là 400k ạ. Cây một cốt quý anh chị em, gồm có red pizza, chiều tím lá vàng, dưa hấu. Em lên mã số 12 ạ.
tiếp tục là cây nhiều màu ha. Dạ hoành 22 ạ, cao 66, tán ngang là 48 ạ, em giao lưu là 420k ạ. Cái này gồm có rượu vang, dưa hấu, tím bướm, tím tuyết, Alisa, 5 màu anh chị em. Đế đặc già ha. Em lên mã số 13. Cây nhiều màu tiếp tục ạ. Dạ hoành 24 ạ, cao 63 ạ, tán ngang là 50 ạ, em giao lưu là 350k ạ. Cũ quá, đặc à. Gồm có chiều tím lá vàng, tím bướm, red visa, rượu vang, 4 màu anh chị em. Em lên mã số 14. Dạ hoành 22 ạ, cao 70, tán ngang là 46 ạ, em giao lưu là 320k ạ. Cây này gồm có tím tiết, rượu vang, red visa, dưa hấu, 4 màu. Em lên mã 15 ạ. Một cây tiểu Ấn Độ à, hoa rất đậm quý anh chị. Dạ hoành 19 ạ, cao 83, tán ngang là 450 ạ, em giao lưu là 320k ạ. Cây rất đẹp luôn. Em lên mã 16 ạ. Một cây dưa hấu đỏ, một màu. Dạ hoành 16 ạ, cao 85 ạ, tán ngang là 58, em giao lưu là 350k ạ. Dạ tất cả em đều bao ship toàn quốc không quý cô chú anh chị. Cây này kẹo búp phơm tròn ha. Em lên mã số 17 ạ. Một cây dưa hấu tiếp theo. Dạ hoành 23 ạ, cao 74 mà tán ngang là 49 ạ, em giao lưu là 350k ạ. Hai cây này một cặp quý anh chị em, cây này thì nó chín nhiều rồi. Dưa hấu đỏ. Em lên mã 18. Một cây đỏ lửa phơm tròn đang rực lửa luôn. Dạ hoành 12 ạ, cao 73, tán ngang là 55 ạ, em giao lưu là 320k ạ. Em lên mã 19 ạ. Cây một cốt thân lắc à. Dạ hoành 16 ạ, cao 85 ạ, tán ngang là 57 ạ, em giao lưu là 320k ạ. Cây này gồm có dưa hấu, cam lửa, đỏ lửa, ruby tím lửa, trắng lửa, 5 màu anh chị em. Nên tiếp mã 20. Tiếp tục là cây một cốt à. Dạ hoành 20 ạ, cao 77 ạ, tán ngang là 46 ạ, em giao lưu là 400k ạ. Gồm có red visa, tím bướm, tím tuyết, 3 màu. Cây cái đế khá là lực nha quý anh chị em. Em lên mã 21 ạ. Dạ hoành 18 ạ, cao 1m ạ, tán ngang là 60 ạ, em giao lưu là 550k ạ. Cây này một cốt quý anh chị em, gồm có dạ thái nhiều màu ha, gồm có cam thái, vàng thái, hồng thái, đỏ thái, trắng tuyết, 5 màu. Dạ má 22 ạ. Cây này thì ngũ sắc thái quý anh chị em. Hoành 21 ạ, cao 1m1 ạ, tán ngang là 77 ạ, em giao lưu là 600k ạ. Gồm có màu hồng, màu đỏ, màu vàng, màu cam và màu trắng phất hồng. Cây một cốt ha. Cây khá là duyên. Dạ mã 23. Dạ hoành 20 ạ, cao 1m2 ạ, tán ngang là 68 ạ, em giao lưu là 650k ạ. Vẫn là ngũ sắc quý anh chị em. Cây này thiển ra hoa chùm rồi. Hoa rất đẹp ha. Mã 24 ạ. Một cây ngũ sắc 5 màu thái một cốt luôn.
Dạ hoành 19 ạ, cao 1m1 ạ, tán ngang là 70 ạ. Em giao lưu là 550k ạ. Đủ 5 màu thái quý anh chị, đang lên chớm búp ạ. Cây cực kỳ đẹp. Một cốt nhìn rất là thoáng luôn. Dạ má 25 ạ. Lửa nhiều màu quý anh chị. Hoành 16 ạ, cao 90, tán ngang là 68 ạ. Em giao lưu là 500k ạ. Một cốt phơm tàn đặc ha. Cây đế già gồm có ruby tím lửa, cam lửa, đỏ lửa, hồng lửa, trắng lửa. Em đây mã 26 ạ. Một cây dưa hấu đỏ. Dạ hoành 16 ạ, cao 68 ạ, tán ngang là 46 ạ. Em giao lưu là 320k ạ. Kẹo búp luôn. Đế thì quái à. Má 27 ạ. Dạ hoành 16 ạ, cao 60, tán ngang là 44 ạ. Em giao lưu là 350k ạ. Cây này ba màu anh chị em. Trắng ma lai, tím ma lai và hồng lửa. Cam. Một rễ à. Mã 28 ạ. Dạ hoành ha. Hoành 20 ạ. Cao 54 ạ, tán ngang là 46 ạ. Em giao lưu là 300k ạ. Cây tàn tròn đẹp không biết cô chú. Rượu vang. Nhưng mã. Dạ em lên tiếp mã 29 ạ. Dạ cao hoành 16 ạ. Cao 60, tán ngang là 48 ạ. Em giao lưu là 230k ạ. Cẩm thạch tím siêu bông của anh chị em. Một cốt à, phơm rất là đặc luôn. Em là mã số 30 ạ. Cây cẩm thạch trắng lá vàng. Dạ hoành 12 ạ, cao 70 ạ, tán ngang là 50 ạ. Em giao lưu là 200k ạ. Phơm rất là tròn của anh chị em. Em là mã 31 ạ. Hoành 14 ạ, cao 68 ạ, tán ngang là 43 ạ. Em giao lưu là 200k ạ. Cây hai màu ha, tím tiết và tím bướm của anh chị em, đang cứng búp à. Mã 32 ạ. Dạ hoành 13 ạ. Cao 60 ạ, tán ngang là 50 ạ. Em giao lưu là 200k ạ. Tím bướm đang vô búp của anh chị em. Nhà má 33 ạ. Hoành 15 ạ. Cao 60 ạ, tán ngang là 40 ạ. Em giao lưu là 200k ạ. Cẩm thạch tím siêu bông ha, kẹo búp à. Đế đặc. Dạ mã 33 cũng là mã cuối của clip ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem ạ. Dạ mong cô chú anh chị ủng hộ em ở clip này và những clip tiếp theo ạ. Dạ em xin cảm ơn ạ. Rồi hôm nay mình đại diện 33 mã số của anh chị em. Vườn chị Quỳnh Như thì còn số lượng ha. Đặc biệt clip hôm nay lựa chọn những cây đẹp phục vụ cho quý cô chú anh chị em mình ha. Hẹn gặp lại vào clip tiếp theo.